Những người làm chứng lên hội đấy. Mấy đôi làm chứng ở đây này nữa lên hội. Các anh chị rất thân mến, các anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý cũng kết nối với các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu tinh thánh trên ngọn lửa thánh linh của một thánh và thần quà. Đức Kitô đang cầm tay các bạn và tình yêu vô cùng của các con và dùng ý đức đặc biệt mà làm cho các anh chị thêm mong phú và vững mạnh để các anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và làm thành những chất liệu khác của công dân như những người đã được những đức thánh tài và thậm chí đến các anh chị. Bởi vậy trước mặt một thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse quý đoàn sân hào Maria Trung Ngọc Minh Châu, anh Du Xe Nguyễn Bảo anh chị Anna Trần Thị Đức Cường, anh Du Xe Phạm Chị Tuyết và chị Dorothy Vũ Thị Phương Thùy. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Các anh chị nó hoàn toàn tự ý và tự do không? Chưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ tan và giáo dục chúng theo lòng Đức Kitô và một thánh không? Chưa có. Vậy thì các anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện. Các anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ước thuận của các anh chị trước mặt Thiên Chúa.
cục cưới.